diễn viên Lan Phương mang bầu lần hai, vật vã ốm nghén nặng, không thể ôm người thân vì lý do này. Vào ngày 1 tháng 10 vừa qua, diễn viên Lan Phương hạnh phúc thông báo đã mang thai lần thứ hai. Lan Phương gặp sự cố chấn thương chân nặng nhưng phải cố bịt miệng chồng ngoại quốc để không thốt ra một câu. Diễn viên Lan Phương đã có bài đăng dài chia sẻ về quá trình khó khăn khi mang thai lần hai. Cô cho biết bản thân bị ốm nghén nặng, cơ thể mỏi mệt và đau nhức. Thời gian đầu mang thai, Lan Phương giữ bí mật và cố gắng hoàn thành nốt bộ phim truyền hình. Lần có thai thứ hai này Phương ốm nghén rất nặng, hơn hồi có thai Lina nhiều lần. Lúc mới biết có thai, Phương chưa nói với đoàn, chỉ cố gắng chịu đựng cơn ốm nghén. Cơ thể mệt mỏi, đau nhức lắm, lịch làm việc dày nên cơ thể lúc nào cũng phải gồng lên để chống đỡ nên tình trạng đau vai gáy mỗi ngày một nặng. Vì quá mệt nên thời gian đó Phương rất ít nói chuyện với đoàn, quay xong cảnh là ngồi im, gần như không nhúc nhích hoặc chỉ nằm yên trên ghế, để có thể có sức diễn tiếp, Lan Phương chia sẻ. Khi mang thai 6 tuần, nữ diễn viên quyết định chia sẻ với đạo diễn, team sản xuất để mọi người hiểu và thông cảm. Mang bầu lần hai cô thậm chí còn không thể ôm người thân như bình thường vì lại gần mùi quần áo xộc lên gây buồn nôn. Thương con lắm mà thật sự lúc ấy Phương không biết làm sao, nếu có cố gắng ôm con thì cũng chỉ ôm vài giây mà vừa nín thở mà thôi. Những ngày đó rất căng thẳng, Phương biết mình không thể quản lý nhà hàng, không thể ôm ấp chồng con, cứ nằm bẹp từ sáng đến tối, nữ diễn viên cho hay. Cuối bài viết, Lan Phương còn bày tỏ sự ngưỡng mộ, kính trọng tới những người mẹ đã vượt qua mọi khó khăn để cố gắng mang lại điều tốt nhất cho con và gia đình. Những chia sẻ của nữ diễn viên sinh năm 1983 nhận được nhiều sự đồng cảm, khích lệ từ phía cư dân mạng. Lan Phương là gương mặt không còn xa lạ trên phim truyền hình nhiều năm qua. Đóng phim từ 2003 nhưng phải đến năm 2007 nữ diễn viên mới được biết đến nhiều hơn qua vai Mai Lan trong Cô Gái Xấu Xí. Bên cạnh sự nghiệp thành công, Lan Phương còn có một cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng Tây cao hơn 2m khiến khán giả ngưỡng mộ. Ông xã của cô tên David Duffeli, là người gốc Anh, cả hai tìm hiểu sau 3 ngày và quyết định đăng ký kết hôn sau 6 tháng yêu nhau. Tháng 5 năm 2018, cả hai chào đón con gái đầu lòng tên là Lina. Lan Phương được thoải mái làm nghề vì chồng hiểu và thông cảm cho công việc của cô. Chồng tôi là người nước ngoài và còn là người phương Tây nên việc tôi diễn xuất có cảnh ôm hôn bạn diễn thì với anh ấy là chuyện bình thường. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.